Bộ phim Barbie hiện đang gây xôn xao dư luận vì những thông tin liên quan đến đường lưỡi bò. Theo quan điểm nhiều người đưa ra thì không hề có đường lưỡi bò. Lập luận được đưa ra như sau: đây là Greenland, phần này là Bắc Mỹ chứ không phải đầu con bò. Đây là Bắc Mỹ giáp Mexico, còn đây là Nam Mỹ. Bản đồ châu Á trong phim thật ra là lật ngược của bản đồ châu Á ngoài đời, nên theo đó thì Việt Nam sẽ nằm ở đây và không có đường đứt đoạn nào ở đây cả. Chủ tịch Hiệp hội Thẩm định phim quốc gia có giải thích, phim bị cấm do bản đồ không rõ ràng, khi soi ra dễ gây suy diễn, vì vậy nên tính là vi phạm. Có lẽ phim bị cấm chiếu vì nó dễ khiến các khán giả suy diễn. Quan điểm của bạn thế nào về việc này? Không nói nhiều nữa, mời bạn đến với bộ phim Barbie 2023. Câu chuyện bắt đầu tại Barbieland, đây là nữ chính của chúng ta. Trong thành phố này hầu như tất cả búp bê nữ đều tên là Barbie. Đây là đôi chân quen thuộc của búp bê, tắm thì cần gì nước chứ. Dáng đi này là thương hiệu của búp bê. Ấn vào máy, hai miếng bánh nhẹ nhàng bay ra, rót sữa rất điệu nghệ. Bí kíp giảm cân cho chị em nè. Một thành phố tràn ngập màu hồng mộng mơ. Cô nàng bay lơ lửng xuống chiếc xe màu hồng. Chào cô nàng Mít đang mang thai. Cô ấy bị ngừng sản xuất do búp bê mà mang thai trông hơi dị. Vì có chung một tên nên ai ai cũng thân thiện với nhau. Các Barbie làm đủ mọi ngành nghề. Nào là đạt Nobel về báo chí, làm phi công, thậm chí cả phi hành gia. Ngày nào cũng là một ngày tuyệt vời ở thành phố này. Khi ra bãi biển, Ken cất tiếng chào Barbie, tạo ra màn chào hỏi cồng kềnh vô cùng. Vì búp bê nam đa số đều tên là Ken, các Barbie cũng nhiều không kém, đủ mọi thành phần sắc tộc, đến nàng tiên cá cũng tên Barbie nốt. Ken lấy đà định lướt sóng lấy le với cô nàng, nhưng sóng bằng nhựa thì lướt kiểu gì anh ơi. Mọi người chạy lại đỡ anh chàng, Ken châu Á tiến lại chế giễu anh. Hai người cứ thế chửi nhau không thương tiếc. Cô nàng Barbie vội can ngăn họ lại. Ôi sao chỗ này ấm quá. Một xe cứu thương màu hồng mộng mơ đã đến. Họ đưa Ken đi bệnh viện, may mà va đập vừa rồi không bị hỏng. Ken mượn cớ xin phép tối nay về nhà Barbie chơi. Trùng hợp khi hôm nay cô nàng tổ chức họp mặt với các chị em Barbie trong thành phố. Công nhận nữ chính cười xinh xỉu luôn anh em ạ. Các Barbie nhảy múa vui vẻ, ngồi xe lăn nhưng quẩy vẫn không thua một ai nha. Thêm búp bê da đen vào không người ta lại kêu phân biệt da màu. Barbie xinh đẹp nhảy còn có hai anh Ken phụ họa. Ken châu Á mượn cớ tán tỉnh, khiến Ken tóc bạc nhìn rất ngứa mắt. Thế là anh chàng cũng hòa mình vào đám đông. Các cô nàng đang cảm thấy tuyệt vời vì ngày nào cũng rất là vui vẻ. Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc. Dưới gốc dừa, Ken định hôn Barbie. Chị đẹp đứng im khiến anh chàng sượng ngang, còn đòi ở lại nhà người ta. Nào ngờ bị từ chối thẳng thừng, vì thế Ken lủi thủi về nhà. Một ngày cứ thế trôi qua, Barbie lại tỉnh dậy chào hỏi mấy chị em. Đánh răng như này là sạch rồi. Ôi sao nước nóng quá nè. Bánh hôm nay hơi cháy, còn uống nhầm phải sữa đã hết hạn. Ngoài bãi biển vẫn diễn ra các hoạt động vui chơi. Sao Ken này trông lẹo cái quá vậy? Lúc bước ra ngoài bất ngờ chân Barbie bị gập xuống khiến cô té ngã. Điều này thật kinh khủng với một búp bê. Khi các Barbie khác thấy cảnh tượng kinh hãi này, đều trở nên hoảng loạn vô cùng. Cô nàng kể sáng nay bỗng có rất nhiều trục trặc xảy ra với mình. Các Barbie khác khuyên cô đến gặp Barbie kỳ lạ. Trước đây cô ấy là Barbie xinh đẹp nhất, nhưng rồi chủ nhân của cô ấy ở thế giới thực đã phá hủy cô, khiến cô có vẻ ngoài trông rất đáng sợ. Hết cách, Barbie đến đó để tìm sự trợ giúp. Một con chó đồ chơi đi đến đâu phóng uế đến đó. Bà ấy từ bên trên lộn nhào xuống, nhìn bộ dạng thê thảm vô cùng. Barbie liền nói về đôi chân kỳ lạ của mình và hỏi xem bà ấy có thể sửa chữa không. Sau khi chơi trò Đông Tây Nam Bắc, bà nói rằng cô đã vô tình mở một cánh cổng kết nối giữa Barbieland và thế giới thực. Giờ Barbie phải đến thế giới thực tìm kiếm cô bé đang chơi búp bê của mình. Có lẽ cô ấy đang buồn. Những suy nghĩ và cảm xúc của cô bé đã ảnh hưởng đến Barbie, vì hai người gắn bó chặt chẽ với nhau. Nếu muốn trở lại bình thường, Barbie phải giúp cô bé đó, cũng không còn lựa chọn nào, nên cô đồng ý đến thế giới thực tìm cô gái đang sở hữu búp bê của mình. Bà ấy còn lên một kế hoạch chuẩn chỉ cho Barbie, sau đó chúc may mắn và chào tạm biệt cô nàng. Mọi người làm một buổi tiệc để tạm biệt Barbie. Ken châu Á khịa rằng Barbie không thèm rủ Ken tóc bạc đi cùng. Anh chàng xạo lình nói do mình không muốn đi thôi. Các chị em tạm biệt và chúc sức khỏe Barbie. Cô nàng cứ thế lên đường tiến đến thế giới thực. Ken trốn phía sau chui lên khiến cô nàng giật mình. Chiếc xe lộn nhào một vòng trên không. Ken nói mình đã đặt cược với Ken châu Á nên anh không thể để thua được. Dù gì có người đồng hành vẫn hơn nên Barbie đành đồng ý. Họ đi qua sa mạc, lênh đênh trên biển, bay trên vũ trụ, đạp xe qua cánh đồng hoa, lái xe tuyết đầy chông gai. Cuối cùng họ đã đến thế giới của con người. Vì ăn mặc nổi bật họ lập tức được chú ý bởi đám đông. Một đám công nhân trêu ghẹo Barbie liền nói mình không có âm đạo và Ken cũng không có dương vật, sau đó rời đi trước sự ngỡ ngàng của họ. Một tên lạ mặt tét mông cô nàng, Barbie đấm hắn knock out, kết quả là bị hốt lên đồn công an. Họ ra chợ mua đồ mới để mặc, nhưng vì không có tiền trả, kết quả như nào mọi người biết rồi đó. Họ đang không biết tìm cô bé sở hữu con búp bê của Barbie ở đâu. Cô nàng ngồi suy tư, Ken thì đi dạo khắp nơi vì tò mò về thế giới này. Thứ gì cũng khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Những thứ ở đây làm sao mà ở thế giới trò chơi có được chứ? Barbie nhắm mắt kết nối với chủ nhân của búp bê. Hình ảnh cô bé liền hiện lên trong đầu cô, nước mắt bất chợt rơi xuống. Đây là lần đầu Barbie thấy cảnh tượng cãi vã và đau buồn của người khác. Ken hùng hục chạy tới, cả hai đều đoán ra rằng phải tìm cô bé đó ở trường học. Chuyển cảnh đến công ty sản xuất đồ chơi Mattel, FBI gọi đến thông báo có hai người đã rời Barbieland đến thế giới thực. John vội đi tìm cấp trên, nhưng thư ký không cho vào, nên anh xông thẳng vào cuộc họp. Cứ thế chuyện đã đến tai của ông sếp, ông ấy ra lệnh phải tìm bằng được bọn họ. Sau khi đến trường học họ quyết định chia nhau ra đi tìm. Barbie nhanh chóng đã tìm thấy và biết cô nàng tên là Sasha. Cô bé này khuyên Barbie không nên bắt chuyện với cô ấy vì Sasha rất là khó chịu. Dù vậy Barbie vẫn tiến lại chào hỏi. Nghe cô nói mình là búp bê Barbie cả đám tưởng cô bị điên. và nói mình nghỉ chơi búp bê từ hồi 5 tuổi, còn xả một tràng về chủ nghĩa nữ quyền, rồi nói từ khi Barbie sản xuất ra khiến mọi người phụ nữ tự ti về nhan sắc. Hết cách, Baby chào cô bé rồi rời đi. Xem đoạn này thấy con Sasha có vấn đề về thần kinh. Ken đang chôm một đống sách viết về chế độ gia trưởng. Đi xin việc thì đòi chức vị và lương phải cao. Anh có bằng FBI không? Tất nhiên là éo có rồi. Còn đòi làm bác sĩ cắt ruột thừa cho người ta. Cho anh làm việc khác nào sát hại bệnh nhân không? Đến bãi biển xin làm cứu hộ nhưng nhất quyết phải làm trên bờ. Mà ở trên bờ có ai bị đuối nước đâu anh trai. Barbie đang khóc lóc tràn bờ đê. Ken hỏi một người qua đường về công việc để anh có thể thực hiện chế độ gia trưởng vừa học được. Lúc này một đám người đến chỗ Barbie. Họ là người của công ty Mattel và yêu cầu cô đi theo mình. Barbie phàn nàn về thế giới này, đàn ông xem cô như đồ vật, còn phụ nữ thì ghét cô vì cô quá hoàn hảo. Ken quyết định quay về Barbieland để nói với các Ken khác những gì mình học được. Sasha lên xe về nhà còn nói về cô gái kỳ lạ phía trước với mẹ, thì biết đó là Barbie. Lozia trở nên rất phấn khích, cô ấy đuổi theo nhưng chiếc xe đã đi xa. Họ đưa Barbie đến công ty sản xuất đồ chơi Mattel. Đây là lần đầu cô nàng uống nước mà có nước thật. Giám đốc nói cô chỉ cần vào chiếc hộp này là đôi chân sẽ trở về như cũ và cô cũng quay về thế giới đồ chơi. Barbie nói họ tìm Ken để cậu ấy cùng cô quay về, nhưng mối bận tâm của họ là Barbie chứ không phải Ken. Anh chàng bên đây đang trên đường trở về thế giới trò chơi. Barbie tiến vào bên trong chiếc hộp. Vào những giây cuối cùng, Barbie nói mình muốn đi vệ sinh. Cô nàng lập tức chạy nhanh về phía thang máy. Cả công ty náo loạn đuổi bắt cô. May mà cô ấy đã thoát được. Barbie vào một căn phòng trống. Trong đây có một bà lão khá thân thiện. Bà ấy còn mời cô uống trà. Đám nhân viên đã đuổi đến. Bà nói trong tủ quần áo có một lối đi xuống dưới sảnh. Bạn thắc mắc cài cắm chi tiết bà lão này vào làm gì đúng không? Bà lão nói mình tên là Ruth và người phụ nữ sáng tạo ra búp bê Barbie ngoài đời là Ruth Handler. Đây là cảnh tri ân tác giả quá cố đã sáng tạo ra Barbie. Cô nàng chạy theo hành lang thoát xuống sảnh lớn. Đám đàn ông đứng khựng lại không nhảy qua, thể hiện cho sự làm việc quy cũ và máy móc. Lúc này Lozia kịp đến đây và nói cô nàng mau lên xe. Barbie bay vào không kém gì điệp viên. Đám người công ty vội lấy xe đuổi theo. Thì ra Lozia phụ trách các bản thiết kế cải tiến cho búp bê Baby, dựa theo những ký ức đẹp ở tuổi thơ của mình. Lúc này Barbie nhận ra người mình cần tìm không phải con ngáo lìn Sasha mà là mẹ cô ấy. Nhìn mặt con Sasha không có thiện cảm nổi rồi, trông mặt nó kìa muốn cho một đạp rớt xuống xe luôn. Đám người kia vẫn bám dai như đỉa. Barbie nói mình yêu phụ nữ và muốn giúp đỡ họ. Con Sasha mở mồm là nói mọi người đều ghét phụ nữ bla bla. Phim này chủ yếu đề cập vấn đề nữ quyền. Lozia đánh tay lái hất bay cả giải phân cách, nhưng bọn chúng nào buông bỏ dễ đến thế. Họ lùi xe vào một con hẻm nhỏ, nhờ đó thoát khỏi đám bọn chúng. Barbie quyết định đưa hai mẹ con đến thế giới trò chơi. Cái con kia vẫn cứ lèm bèm suốt ngày. Barbie kể rằng ở nơi này phụ nữ nắm toàn bộ quyền lực chính, hay còn gọi là nữ quyền trong truyền thuyết. Cuối cùng họ đã đến Barbieland. Ông giám đốc đã hỏi được hướng đi của Barbie. Ông ấy cũng đoán rằng họ đã đến Barbieland. Bọn họ cuống cuồng đuổi theo. Lúc quay về Barbie ngạc nhiên khi đàn ông chơi bóng còn phụ nữ lại là những người cổ vũ. Còn có camel binh chi linh nữa nè. Thì ra từ khi quay về Ken đã truyền bá chủ nghĩa gia trưởng. Anh còn chiếm luôn nhà của Barbie. Bên đây giám đốc lo sợ sau khi Lozia từ Barbieland trở về sẽ truyền bá tư tưởng nữ quyền khiến thế giới bị thay đổi. Nào ngờ sự thật ngược lại, từ khi Ken truyền bá tư tưởng gia trưởng, đàn ông đã nắm mọi quyền hành. Các Barbie giờ đây đảm nhiệm vai trò phục vụ họ. Trên TV là những tin tức về sự đổi mới của thành phố. Nam giới giờ đã lên ngôi. Trong 48 giờ nữa họ sẽ bỏ phiếu để sửa cả hiến pháp. Barbie ngăn cản Ken lại, vì đây là Barbieland và phụ nữ đã làm việc chăm chỉ để theo đuổi ước mơ. Anh chàng nói hãy quên chuyện đó đi, vì nơi này sắp biến thành Kenland chứ không phải Barbieland nữa. Cô nàng khóc lóc thảm thiết. Lozia nói rằng mọi thứ trên đời này đều sẽ thay đổi và đó là quy luật. Cô nàng vẫn không thể chấp nhận điều này. Hai mẹ con Lozia quyết định bỏ đi. Lúc này Barbie kỳ lạ đến hỏi thăm cô nàng. Đám người của công ty đồ chơi cũng sắp đến thành phố. Hai mẹ con đang trên đường quay về, Alan đột nhiên xuất hiện phía sau, khiến hai mẹ con hốt hoảng. Anh ấy muốn thoát khỏi nơi này. Đám người này chặn họ lại. Alan xông lên tấn công bọn họ. Bên đây Sasha thuyết phục mẹ quay lại giúp đỡ Barbie. Cuối cùng họ quyết định quay lại thành phố. Thấy tiếng động lạ mọi người cuống cuồng tìm chỗ trốn. Hóa ra đó là nhóm của Lozia. Cô ấy gửi lời động viên Barbie. Mọi người quyết định ngăn cản Ken lại. Bọn họ lên kế hoạch tác chiến. Họ đánh lạc hướng Ken châu Á, sau đó bắt các Barbie lên xe của mình, rồi tiến hành giải thích rằng họ đang bị Ken tẩy não. Cứ như thế họ đánh lạc hướng các anh chàng Ken và giải cứu các Barbie còn lại. Cứ như thế toàn bộ Barbie đều được bọn họ thức tỉnh. Ngày mai là ngày bỏ phiếu thay đổi hiến pháp của thành phố. Liệu các Barbie có thể giành chiến thắng? Tối hôm sau các chàng Ken đang ngồi đánh đàn cho các Barbie nghe. Đột nhiên các cô nàng đứng dậy, họ bỏ mặc người yêu và di chuyển về phía các chàng trai khác. Điều này khơi dậy sự ghen tức giữa các Ken. Vì thế các chàng trai đã chia thành hai phe, còn xảy ra một trận đánh khốc liệt, cứ lao lên mà phang nhau tới tấp thôi. Khung cảnh trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Khi thấy thời cơ đã đến, các Barbie dự định đặt hiến pháp trở về như cũ. Giám đốc công ty đồ chơi cũng chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn này. Ken tóc bạc và Ken châu Á cuối cùng đã đối đầu với nhau. Sau đó là màn nhảy múa như này đây. Phim kết hợp nhạc kịch như này không thịnh hành tại Việt Nam lắm. Cuối cùng họ đã đoàn kết lại và chuẩn bị đi đến buổi bầu chọn hiến pháp. Bên đây các Barbie đã quyết định nữ quyền sẽ lên ngôi. Khi các chàng trai đến thì các Barbie đã chiếm lại những ngôi nhà thuộc về mình. Ken tóc bạc chạy thẳng vào trong rồi khóc nhè. Ken nói mình muốn tuyên truyền chủ nghĩa gia trưởng là để khẳng định giá trị bản thân, vì mọi người chỉ biết đến Ken thông qua Barbie. Nếu tách ra khỏi Barbie anh chẳng là gì cả. Cô nàng nói anh chính là anh, kiểu như Ken chính là Ken và anh không hề phụ thuộc vào Barbie. Những lời nói này khiến anh chàng lấy lại được sự tự tin của mình. Lúc này ông giám đốc cũng đến đây. Ông ấy nói mình có thể khôi phục thành phố về như trước kia, nhưng tổng thống ở đây đã từ chối. Giờ bà muốn đối xử công bằng với tất cả mọi người, ai cũng có thể trở nên quyền lực và có sức ảnh hưởng. Khi được hỏi về kết thúc của Barbie, ông giám đốc nói cô ấy sẽ yêu Ken, nhưng đó không phải điều cô nàng muốn. Barbie nói có lẽ mình không thuộc về nơi này. Lúc này bà rất tiến đến chào mọi người và nói mình là người phát minh ra Barbie. Hồn ma bà ấy đang làm việc tại tầng 17 của công ty. Bà ấy dẫn cô rời đi, mọi người trong thành phố cũng chào tạm biệt họ. Barbie nói mình không muốn làm Barbie nữa. Bà rất nói làm con người phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, còn phải đối diện với cả cái chết nữa. Cô hỏi bà ấy có ngăn cản cô thành con người không? Bà nói tuy mình sáng tạo ra cô nhưng không muốn can thiệp vào quyết định của cô nàng. Bà nói cô nắm tay mình nhắm mắt lại và cảm nhận vòng đời của một con người hiện ra trước mắt Barbie. Những cảnh tượng hầu như ai cũng sẽ trải qua một lần trong đời. Cô nàng giờ đã là con người. Việc đầu tiên cô ấy làm là đi gặp bác sĩ phụ khoa. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy đăng ký, like, share để ủng hộ Sóc Nâu nhé.